đáng hát thì hát. Ok, lao lại ha. 2, 3. Ôi phúc thay dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài. Chữ tộc hơi sắp quá. Ôi phúc thay dân tộc nào. Không phải dân tộc nào. Dân tộc nào. 2, 3. Ôi phúc thay dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài. Man, perfecto, primo. Chú chị lên ngang nha, chị đang còn đây tính nào. Ok, lại hả? Hai. Đố em hát của em hả? Nó không lo, còn nó không buộc cái này rồi mà cứ bắt hát thì cần hát. Ồ, nãy giờ nói em hát hả? Em review rồi, nó không có dễ. Thì không sao đâu, cứ bắt đầu em hát rồi. Mẹ. Giờ đi tập đi, đi tập đi. Thôi đi vô vô trong giường. Đây, đây, tập giường. Đây anh chị em cả đoàn đang chuẩn bị tham dự thánh lễ ngoài trời. Có rồi, có rồi. Bật bật lên thôi cha. Turn on. Nó đi xuống nó đặt chiếc nhỏ này. Không chờ ai nữa thì mình bắt đầu nha. Dạ. Xin mời mọi người đến. Hát gì không? Hát bài bài một. Hiếu. The summit of our unity is always in the celebration of the Holy Eucharist. So in our lives, we have a lot of fun, we have a lot of challenges, and we come together as Christ's body to celebrate the Eucharist, to be one with Jesus. So we prepare ourselves to celebrate this sacred mystery. We humbly acknowledge our sins and ask for God's forgiveness. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi. Dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài? Ôi phúc thay dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài. Người hiền đức hãy hân hoan trong Chúa, việc ca ngợi là của những kẻ lòng thành. Ôi thật phúc cho những quốc gia địa cầu được hồng ân, Thiên Chúa thống trị làm vua, thật phúc đức cho dân nào Chúa đã chọn. Ôi phúc thay dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài. Và này Chúa, nhìn xem ai tin kính, dõi mắt tìm từng người mến Chúa thật lòng, để Ngài luôn chăm sóc, buổi an tận tình, để phục bên và cứu thoát khỏi thần chết. Người túng bấn cơ hàng Chúa dưỡng nuôi. Ôi phúc thay dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài. Này hồn Chúa bao diệu hiền, bấn miên ngày tinh trắng, và đây tâm linh hồn con thấm thiết niềm tình yêu dâng về Thiên Chúa uy quyền. Con xin tiến dâng lên này rượu nho cùng bánh miên, hương kinh ngang bay triền miên, tung hô Chúa bao nhiêu hiền. Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa.
cho con biết lắng nghe. Nơi ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe. Lời ngài dạy con đúng lẽ lối, xin cho con biết thêm lên. Trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thưa. Lạy ngài, ngài muốn con làm chi? Lời ngài là sự sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho đời ai. Chúng ta dâng lời bắt chăm rồi. Còn ấp thì ta sẽ bắt đầu. Sao nó nhỏ rồi. Đứng ngay xuống. Lỡ rồi, đứng bên đây. 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 Cha đưa nó thình thiếp á, bên sau nó trả lại đó. Cha cho thình thiếp. Cho nó mới đẹp hình. Ok, vậy đứng bên rồi chị chăm. Ok, thôi. Đầy đủ món ăn chơi. Có ngày đời CNN đến interview chúng ta. Ai ai ăn mì ra chảo lấy nha. Có là. Còn ăn nướng bánh mì không? Ăn nướng mì được không? Lasco. Này Lasco. Rồi không ai nướng bánh mì rồi ti luôn. Hôm nay là cao thượng đó, hôm qua là không ăn là bỏ rác. Hôm nay có chịu có đúng chị. Hôm nay không bỏ rác nhưng mà không ăn nữa là không ngon. Thank you hai đầu bếp cho buổi sáng rất là ngon miệng. Hôm ngày hôm nay. Oh, thank you anh Thành. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thiệu khi anh Thành bằng anh Thành. Trời ơi, bữa nay mới kêu ăn hả? Đấy, trời ơi. Thấy anh Hưng cầm bộ đĩa ánh sáng quá ngon, quá hấp dẫn. Đây, vợ chồng anh Hiệp đây nè. We make it here. Yeah, finally they make it here.
Hôm nay là sáng Chủ nhật ở tại campsite anh chị em ca đoàn đang tán gẫu với nhau sáng Chủ nhật, chuẩn bị ánh sáng và gói ghém lên đường. Ok, đang điều tra ai là thủ phạm. Ai là thủ phạm nãy lớn tối hôm qua. Ok. Làm ít ít thôi, làm ít ít thôi nha. Còn đây, hôm nay sáng chiều hôm nay có cha xứ gia vũ ra làm lễ giúp cho cả đoàn, giúp làm đánh lễ cho cả đoàn sáng Chủ nhật. Cảm ơn cha đã bớt chút thời gian ra đây để làm lễ cho chúng con. Còn đây là quang cảnh chung quanh cái trại ở Bonita. Rồi bây giờ là các đoàn đang chuẩn bị dọn dẹp, clean up, get ready to go home. So, sau 3 ngày camping mệt mỏi, bây giờ chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc, đưa lên xe, chuẩn bị về. Rồi hẹn lại quý anh chị và các bạn kỳ cắm trại năm sau. Bye bye. 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 Bye cha.
Ha ha ha.